Trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Quang Trường, sau 1975 sống lưu vong khổ ai ở Mỹ, di nguyện hồi hương an táng. Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Xuôi đây. Ngày 22 tháng 1 năm 2007, tại Bệnh viện Innova Fairfax, thuộc thành phố Fort Hood, tiểu bang Virginia, Mỹ, có một viên tướng của chính quyền Sài Gòn cũ đã chút hơi thở cuối cùng với những nỗi cay đắng của một chiến binh vì lầm đường nên cả đời nhọc mình mà chẳng nên công cán gì. Đó là Ngô Quang Trường, một trong những gương mặt hiếm hoi đã không bị liệt vào đội ngũ bẩn tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Trong gần 30 năm cuối đời sống nơi đất khách quê người, viên cựu trung tướng này đã luôn im lặng khi được hỏi về quá khứ. Nguyện vọng cuối cùng của ông là sau khi chết được hồi hương. Năm 2008, vợ ông, bà Nguyễn Tường Nhung, con gái nhà văn nổi tiếng Thạch Lam của Tự Lực Văn Đoàn, đã đưa cho cốt chồng về Việt Nam và dài ở khu vực quanh đèo Hải Vân. Ngô Quang Trường sinh năm 1929 tại Kiến Hòa, một vùng đất thuộc vùng châu thổ sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long, trong một gia đình điền trù, có người anh trai là một tay buôn bán phụ tùng ô tô có tiếng ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Mỹ Tho, Ngô Quang Trường theo học khóa 4 liên trường võ khoa, sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Ra trường năm 1954 với cấp bậc thiếu úy, ông được điều chuyển ra miền Bắc tăng cường cho tiểu đoàn 5 nhảy dù đang tham chiến tại mặt trận Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, khi tân thiếu úy Ngô Quang Trường có mặt ở đơn vị thì cuộc chiến ở Điện Biên Phủ đã kết thúc. Quay về miền Nam với chiến tích thoát chết ở Điện Biên Phủ, ông ta được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội 1 của tiểu đoàn 5 nhảy dù. Dù sống trong bom đạn, nhưng có vẻ đường binh nghiệp của chiến sĩ này được trải không ít hoa hồng. Tháng 5 năm 1955, Ngô Quang Trường tham gia cuộc tiễu trừ quân phiến loạn Bình Xuyên. Sau khi chiến dịch tiễu trừ này kết thúc, viên chỉ huy lực lượng lính dù là Nguyễn Chánh Thi được Ngô Đình Diệm ưu ái gắn trên vai chiếc lon trung tá. Còn đại đội trưởng đại đội 1 Ngô Quang Trường thì được gắn lon trung úy một cách khá dễ dàng. Ngày 11 tháng 11 năm 1960, Nguyễn Chánh Thi đã cầm đầu một nhóm sĩ quan trẻ làm đảo chính nhằm hạ bệ anh em Diệm Nhu, nhưng bất thành nên phải đào tẩu sang Nam Vang tị nạn. Sau biến cố này, Ngô Quang Trường được gắn lon đại úy. Năm 1964, trưởng lên thiếu tá và được cử giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù. Năm 1965, Ngô Quang Trường được thăng cấp trung tá và được cử giữ chức tham mưu trưởng sư đoàn nhảy dù. Một năm sau, Ngô Quang Trường lại được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm làm tư lệnh phó sư đoàn dù dưới quyền chỉ huy của tướng Dư Quốc Đống. Đường binh nghiệp lên còn nhanh hơn diều gặp gió. Năm 1966, sau biến cố bạo động ở miền Trung, Ngô Quang Trường được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1 vùng 1 chiến thuật. Năm 1967, những đơn vị như đại đội hắc báo trinh sát, chi đoàn 2/7 thiết vận xa M113, tăng phái tiểu đoàn 9 nhảy dù thuộc sư đoàn 1 bộ binh do trưởng làm tư lệnh đã có nhiều cuộc giao tranh với quân giải phóng ở mặt trận Thừa Thiên để cổ vũ tinh thần cho viên tư lệnh chiến trường. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và các quan thầy người Mỹ đã không ngần ngại gắn lên vai Ngô Quang Trường chiếc ga lông chuẩn tướng. Tháng 5 năm 1968, sau chiến cuộc Mậu Thân, Trường được phong hàm thiếu tướng và được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 4, vùng 4 chiến thuật, khu vực miền Tây Nam Bộ. Tháng 11 năm 1970, Ngô Quang Trường được thăng quân hàm trung tướng. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 năm 1972, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trị Thiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện những đợt tấn công như vũ bão vào các cứ điểm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đóng dọc theo vùng giới tuyến, tiêu diệt rất nhiều sinh lực của ngụy binh và cố vấn Mỹ. Nhiều đơn vị lính ngụy ở Cam Lộ, Do Linh, Đông Hà, Ái Tử và thị xã Quảng Trị bị đánh tàn tác. Số ra ngũ, số đầu hàng xin được trở về với cách mạng. Đầu tháng 5 năm 1972, Ngô Quang Trường được Nguyễn Văn Thiệu triệu hồi từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 ở Cần Thơ về Sài Gòn để giao nhiệm vụ mới. Ngay sau đó, Trường đã đáp máy bay ra Huế để thay Trung tướng Hoàng Xuân Lãm làm tư lệnh quân đoàn 1, vùng 1 chiến thuật với trách nhiệm nặng nề là tái chiếm thành cổ Quảng Trị từ tay Cộng sản. Tới Huế, ông ta đã thực hiện một chiến dịch tuyên truyền nhằm trấn an binh tình một cách huê dạng và sắc mùi cải lương rằng đồng bào ở Huế từ nay không cần phải lo sợ nữa vì quân đội Bắc Việt muốn chiếm được cố đô Huế phải bước qua xác chết của tôi. Sau khi Trường nhậm chức ở vùng 1 chiến thuật, chính quyền Sài Gòn đã ưu ái tăng phái cho viên tướng này toàn bộ lực lượng tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời ông ta còn nhận được sự yểm trợ từ xa của hạm đội 7 Hoa Kỳ đang đồn trú ngoài Thái Bình Dương. Từ đầu năm 1975, quân giải phóng mở chiến dịch Huế, Đà Nẵng,
Ngô Quang Trường lúc này, với tư cách là tư lệnh quân đoàn 1, vùng 1 chiến thuật, đã liên tiếp nhận được những thông tin bại trận từ tiền phương gọi về. Tình thế của quân đội Sài Gòn ở vùng hỏa tuyến này ngày một thêm bi đát. Ngô Quang Trường liên tục gọi điện về Sài Gòn để xin Nguyễn Văn Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên cho quân đội tăng phái để hòng cầm cự địa bàn. Tuy nhiên, hỏa lực quá mạnh của quân giải phóng đã nhanh chóng làm cho đám quan binh ở vùng 1 chiến thuật sớm tan đàn xẻ nghé. Trường phải bay về Đà Nẵng để họp bàn, giao mặt trận Huế lại cho tư lệnh phó là tướng Lâm Quang Thi chỉ huy. Thế nhưng, với một lực lượng binh sĩ đã hoàn toàn rệu rã về thể xác và suy sụp về tinh thần, đại đa số họ đều có khao khát dã ngũ để cùng với gia đình, vợ con tìm đường tháo chạy. Huế giải phóng, Trường cùng đám tàn binh của mình co cụm lại ở Đà Nẵng, rồi tiếp tục khẩn thiết gọi điện cầu cứu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm bay ra Đà Nẵng để thị sát tình hình. Sau khi Trần Thiện Khiêm đến Đà Nẵng, Trường đã triệu tập một cuộc họp tất cả các vị tư lệnh sư đoàn, tỉnh trưởng, thị trưởng, bộ tham mưu và các trưởng phòng sở của hành chánh để nghe Trần Thiện Khiêm nói chuyện. Trước khi Trần Thiện Khiêm đến, Trường đã có cuộc gặp với những thành viên dự họp với đề nghị phải nói thẳng cho Thủ tướng biết thực trạng ở vùng 1 chiến thuật. Nhưng sau khi nghe Trần Thiện Khiêm nói chuyện xong, trong phần tranh luận, chẳng có ai phát biểu điều gì cả. Chỉ duy nhất có Đại tá Kỳ, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị, có ý kiến xin Thủ tướng cho biết phải làm gì đối với số công chức đã tự ý rời nhiệm sở trong những ngày qua. Nhưng Trần Thiện Khiêm cũng không trả lời mà lại lảng sang một chuyện khác. Ngày 24 tháng 3, quân lính tiểu khu Quảng Tín rút chạy về Đà Nẵng và cũng ngày này, tiểu khu Quảng Ngãi rút về Chu Lai. Ngày 26 tháng 3, Sư đoàn 2 rút ra Cù Lao Ré, đảo Lý Sơn. Thành phố Đà Nẵng lên cơn sốt hỗn loạn và tình trạng cướp bóc đã xảy ra tại kho gạo gần thương cảng Tiên Sa. Sáng ngày 28 tháng 3, Trưởng cho triệu tập các cấp chỉ huy để tìm biện pháp vãn hồi trật tự và tái trang bị cho những đơn vị đang có mặt trong thành phố. Nhưng kế hoạch không thi hành được vì không đủ quân số tác chiến. Hầu như thời điểm này, một số lớn sĩ quan đã bỏ phòng sở để đi lo chuyện gia đình. Chỉ có văn phòng tư lệnh vùng 1 chiến thuật là còn làm việc. Còn tất cả phòng ban trong bộ tư lệnh hầu như đã hoàn toàn tê liệt. Sáng sớm ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng ồ ạt tiến quân vào Đà Nẵng. Những cánh quân của sư đoàn 324B, sư đoàn 325 đang hừng hực khí thế chiến thắng đã làm cho quan quân thuộc nhiều binh chủng của quân đội Sài Gòn kinh hồn bạt vía. Ngô Quang Trường cùng một vài thuộc cấp thân tín của ông ta như Đại tá Duệ, tỉnh trưởng Thừa Thiên, Đại tá Kỳ, tỉnh trưởng Quảng Trị, Trung tá Tuần, phòng 3, quân đoàn 1, ý ới gọi nhau tìm đường chạy ra bãi biển để bơi ra tàu HQ-404 tìm đường tháo chạy. Theo lời kể của một viên sĩ quan quân đội Sài Gòn có mặt trên chuyến tàu hôm đó, sau khi được thuộc cấp dìu ra tàu, khi lên được trên tàu, Ngô Quang Trường đã ngất lịm đi vì mệt và đói. Khi chiếc tàu này đang trên đường di tản về Sài Gòn, tướng Ngô Quang Trường còn nhận được một lệnh khẩn của Tổng thống Thiệu chỉ đạo hãy quay lại để tái chiếm Đà Nẵng. Nhưng với một thực tế đáng lòng, tướng Trường đành phải phúc đáp cho Nguyễn Văn Thiệu rằng hiện tại ông ta không thể lấy ai để mà thi hành nhiệm vụ vì lính tráng thì đã mỗi người một nơi, cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Về Sài Gòn, Ngô Quang Trường đi thẳng đến Tổng Y viện Cộng Hòa để xin nhập viện vì bị khủng hoảng tinh thần. Sau khi ra viện, ông ta được bổ nhiệm vào Bộ Tư lệnh Hành quân Lưu động ở Bộ Tổng Tham mưu. Tại đây, ông ta lại phải chứng kiến sự thật đau thương khi nhìn thấy những thuộc cấp của mình là Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải và Chuẩn tướng Nguyễn Văn Khánh, Tư lệnh Sư đoàn 1 Không quân đang ngồi viết tường trình cùng với tướng Lâm Quang Thi đang chịu án quản thúc vì thất trận. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, một sĩ quan lục quân Mỹ từng làm việc với tướng Trường đã đến gặp gia đình ông ta và đề nghị di tản khỏi Sài Gòn trước khi quân giải phóng từ mọi hướng đổ về làm chủ thành phố. Vợ con Ngô Quang Trường theo sự hướng dẫn của viên sĩ quan người Mỹ xuống tàu thủy để ra đi. Riêng Ngô Quang Trường phải đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới được Nguyễn Cao Kỳ lái máy bay để đưa ra hạm đội 7. Rồi từ đó, ông ta đến đảo Guam để đoàn tụ gia đình. Tại đây, gia đình Trường được Đại tá Chauvajot đến để cho biết rằng tướng Kurtzman từng là cố vấn quân sự của Mỹ tại vùng 4 chiến thuật cử ông ta đến để đón gia đình Trường về cùng sinh sống với gia đình Kurtzman tại trường chỉ huy tham mưu Leavenworth. Tại đây, với sự giới thiệu của Kurtzman, Trường và người con trai tên Diệp bắt đầu đi học nghề nông ở một nông trại cho đến lúc chuyển đến định cư tại Fort Church, Virginia, miền đông nước Mỹ.
đường Tình Duyên của Quảng Trường thì cũng trải thảm như Bình Nghiệp, nhưng là thảm kịch. Khoảng đầu những năm 60 của thế kỷ 20, ở Sài Gòn, người ta đã dâm gian bàn tán về một chuyện tình tay ba giữa hai sĩ quan trẻ tuổi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hai sĩ quan đó, một ở binh chủng không quân, một ở binh chủng nhảy dù. Còn người đẹp đã làm cho hai trái tim kia cùng dậy sóng chính là cô con gái lớn của nhà văn Thạch Lam, tên là Nguyễn Tưởng Nhung. Hai quân nhân cùng theo đuổi và yêu một cô gái trong những năm tháng chiến tranh, âu cũng là chuyện thường tình. Điều đặc biệt ở đây, hai sĩ quan trẻ tuổi này là đôi bạn chơi rất thân với nhau. Trong điều kiện chiến tranh, sống chết đối với những quân nhân tác chiến là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hai người này đã giao ước với nhau trong tình bạn là nếu người nào nằm xuống trước thì người còn lại sẽ nguyện suốt đời chăm sóc cho cô gái kia. Thế rồi, trong một chuyến bay, người sĩ quan không quân kia đã không may bị tử nạn. Từ đó, định mệnh đã đẩy đưa cô gái lớn của một nhà văn danh tiếng thời tự lực Văn Đoàn gắn bó cuộc đời mình với viên sĩ quan của binh chủng nhảy dù có tên là Ngô Quảng Trường. Ông Trường và bà Nhung lấy nhau, có 4 người con và sống với nhau cho đến ngày ông Trường chút hơi thở cuối cùng lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 2007. Công bằng mà nói, trong cuộc đua tình ái này, ông Trường là kẻ bại trận thì đúng hơn là người được chọn. Cánh cửa dẫn đến câu chuyện tình yêu có hậu không vẻ vang chút nào. Những ngày dài sống lưu vong trên đất Mỹ, Ngô Quang Trường không giống những tướng tá của chế độ Sài Gòn trước đây là tham gia vào những cuộc hội họp hay bình luận về sự kiện giải phóng Sài Gòn hay phân tích những nguyên nhân bại trận của họ. Ông ta sống rất lặng lẽ trong nỗi trầm uất cay đắng của một viên tướng thuộc cuộc. Ai đó có cố gắng gặng hỏi một điều gì về một thời chiến cuộc, ông ta đều tảng lờ sang một câu chuyện khác. Mùa hè năm 2008, một năm sau khi ông Trưởng mất, bà Nguyễn Tường Nhung cùng những đứa con của mình đã làm theo di nguyện ấy, đưa cho cốt chồng, cha của mình về Việt Nam. Như vậy, vị bại tướng bất đắc dĩ ngày nào đã được hoàn thành di nguyện của mình là được nằm trong đất mẹ quê hương.